Ây yô, Shiba đã quay trở lại với channel hộ cáo nhỏ. Hiện tại thời tiết đang mưa anh em ạ. Bây giờ mưa khá là to nhá. Hôm nay chả hiểu sao nữa, mấy này đòi mình đi bắt cua đấy anh em. Thôi rồi, hôm nay quyết định ra cái chỗ này bắt cua em xem. Mặc dù thời tiết mưa thì thôi cả nhà anh em. Hôm nay quyết tâm bắt được cua em xem cho nó chết anh em, ok anh em. Anh bảo rồi không nghe, ở nhà không bảo cứ đòi đi chơi cơ. Hôm nay tắm mưa thấy chưa? Sợ quá rồi, đúng là chó dở có mùa, người dở quanh năm. Mến dở quanh năm ấy. Anh dở quanh năm ấy. Chó nó dở có mùa thôi. Hôm nay người dở quanh năm luôn. Và ngày hôm nay đối anh biết làm gì đúng không? Tiếp tục ra đây bắt cua. Và hiện tại thời tiết đang mưa đấy anh em. Mà nó mưa tầm tã ra. Và hiện tại thì nó có thể là lên được cá. Nên là mình quyết định ra vớt cá, vớt cái mọi thứ cho em xem nha. Mình bảo có sai đâu. Ở trong đây nhiều cua lắm anh em ạ. Được. Từ từ. Ê, đây đâu mẹ nó chạy mất rồi. Hang sâu quá. Trong đây nhiều cua lắm. Chắc là vít về hang rồi, nhiều hang cua lắm anh em ạ. Nó lấp rồi. Mưa này nó chạy ra ấy. Chỗ này khó bắt lắm. Mấy cái hang này khó bắt cực luôn anh em ạ. Đó. Trời ơi. Ui dồi ôi. Má hang rắn này toay. Để mà nói như này cho chính xác anh em nhá. Ban đầu đi thì nó không mưa, nhưng mà tới chỗ này anh em tự nhiên nó rào phát anh em xem lại. Hiện tại là ướt hết người nhá. Mấy chắc có xuống tắm hay nào anh em ạ. Ui, anh không thấy con cá lóc to lắm. Ở đâu? Ở bên kia kìa. Thế sao không bắt? Em vừa mai không được, nó nhảy đi mất rồi. Thế ra khoe anh làm cái gì? Trời ơi. Đi ra báo tình tích. Ướt mấy đầu to anh em ạ. Sau một quá trình thời gian anh em nhá, cuối cùng chỗ này lên một con cua anh em ạ. Đó, ở trong miền Tây thì thực sự với anh em, ui trời ơi. Anh em xem này, giữ chưa? Anh em xem này nha. Loại cắt thì cụt tay anh em ạ. Này, ghê nhờ, anh em xem này. To thế. Đấy, hôm nay lên được con cua bự chà bá luôn nha anh em. Con này nó cắt thì đúng là bỏ mẹ luôn. Mình chả hiểu sao nữa, con này chắc nó đang đi kiểu nó ra ngoài này. Mưa là bọn này hay chạy ra lắm. Mình đã căn cái thời gian mà anh em. Và thực sự anh em nhá, ở trong đây rất nhiều loại cua luôn. Đây anh em xem này, nó dữ lắm anh em ạ. Này, nó cắp này. Ghê chưa? Bắt được không? Ôi trời ơi, sợ quá. Lấy cái xô đây, lấy cái xô ra chạy, lấy cái xô đây. Bùa quá, nó chạy nhanh lắm anh em ạ. Không cẩn thận nó cắp rồi thì què anh em nhá. Dữ lắm anh em ơi. Nó lên cơn này. Ui giời ơi. Từ từ. Ấy à, ui giời ơi, tí thì bỏ mạng anh em ơi. Tí tôi. Xô đây. Cho đi. Từ từ. Đây anh cho lúa vào. Nó lại không cầm được. Quá phát nó cắt thịt cụt tay anh em ạ. To lắm anh em ơi. Bự chà bá luôn nhỉ. Hôm nay không đói rồi. Yeah. Ok anh em nhá. Ở trong cái khu vực này là khu vực nước lọ, nên là rất nhiều các loại cua đấy anh em nhá. Cái thời tiết mưa này thường hay nhảy ra bên ngoài kiếm nước ăn anh em. Còn thời tiết lắng thì đã chúi trong hang. Và bọn này thường đi sẽ ăn buổi tối anh em. Hôm nay mưa thì không bắt được cá, thôi bắt được cua ăn tạm được anh em nhỉ. Ok anh em nhá. Bây giờ tiếp tục đi bắt với mình nhá. Thực sự anh em là cái cua này mình không dám chạm tay đâu. Chạm tay nó cắp thì kỳ lắm. Tại vì càng to đến mức độ như vậy mà anh em xem nhá. Sau một thời gian tìm kiếm thì cuối cùng mình cũng tìm được một cái ngách cua anh em ạ. Đó, vừa rồi nó rút cái đầu ra cơ. Lúc mà mình chặn cái đầu kia ra. Rồi, anh em xem này. Chắc chắn trong đây có cua luôn anh em ạ. Tại vì vừa giờ mình nhìn thấy rồi đấy. Em cầm cái xô đi, không tí nó chạy mất, bọn này nhanh lắm. Mình không dám động bọn này luôn, nó cắp phải đau lắm anh em ạ. Tại vì càng nó to. Hôm trước ra đây bắt loại cua nhỏ to hơn nó chân cái một tí thôi. Mà nó cắp cho thì cũng đau khóc thét anh em ạ. Bọn này nó to không biết cắp kiểu gì nữa. Đâu rồi? Ô, mới thấy đây mà, mới thấy cái đầu đây rồi. Đâu. À đây. Đây. Mới thấy cái đầu chỗ này xong anh em ạ. Đây. Cắp. Cùi hàng. Đau ấy. Úi trời ơi, tí thì bỏ mạng nhá. Nó lắn đâu mất rồi. Đây con này con nữa ấy. Có phải không? À đúng rồi. Từ. Con kia nó chúi rồi. Từ bắt con này đã. Cắp cao. Cắp đi. Bơi nhanh lắm, từ. Úi trời ơi. Cho đi. Úi trời ơi. Nó cắp rồi thì bỏ hú vía anh em ạ. Từ. Đâu rồi? Đây. Nó to ấy. Đây này, nó lắn này. Nó to lắm. Đây, biết cách bắt rồi. Rồi, này bố nó không cắt được mình anh em ạ. Anh em mình đợi chút. Đây, anh em xem này. Đây là con cua đực rồi, hay cua cái đây. Chắc cua đực chứ, to lắm anh em ạ. Đó, anh em xem này, bự chà bá luôn nha. Hôm nay đi tắm mưa cùng mến bắt cua ở đây thì mẹ bao phê anh em ạ. Đó, không bắt con cá rồi nhỉ. Mấy con này ăn nhiều thịt lắm nhỉ. Nhiều đại rồi luôn. Thịt nhiều như mỡ của mến. Từ cho vào đã. Dựng lên, nó mình mất. Được 3 con rồi nha anh em. Ở trong cái góc này. Bây giờ thì tiếp tục đi kiếm cái chỗ quanh quanh này đã. Và như em xem đấy,
Hôm trước là cũng ra cái chỗ này này, là ở trong cái góc này nhá, là có kiểu như là cua ấy, bắt cua các thứ ở trong đây này nhiều lắm, ở quanh hố xí này. Thôi không động đến ghê quá. Tức là ở trong miền Tây ấy, hầu như toàn sông nước và những cái rạch ấy, thì người ta sẽ chống cái cột xi măng lên, sau đó là chát xây bắn tôn các thứ. Ở trong đây đa số là xây nhà theo cái kiểu này đấy nghe. Đây là một cái phong cách của miền Tây. Các bạn nào tới miền Tây ấy, thì các bạn sẽ biết là ở trong Cần Thơ ấy, người ta thích xây cái kiểu này hơn. Nó tiện, nó rẻ, với lại nó ở được. Ok nghe. Thôi đi tìm đi, quanh còn nhiều lắm. Mình các bạn lười đi móc hang, cứ kiểu toàn lật rạch thôi. Nếu mà có đi cùng với bọn đệ tử mình ra đây thì chắc chắn sẽ được nhiều hơn nha anh em. Thêm một siêu phẩm nữa nha anh em. Đấy, nó trốn ở trong đây thì làm sao thoát được mình đâu anh em. Cái hố xí bỏ hoang này mà nó cũng chui vào nó trốn được thì cũng sợ thật anh em ạ. Đó anh em xem này, nằm im thin thít luôn anh em nhá. Thực sự với anh em, cua nó có rất nhiều thể loại. Con dữ thì có con rất là dữ luôn, nhưng mà có loại thì gọi là cực kỳ hiền như anh em xem đấy. Nó cũng méo hiền đâu. Từ em có cắt mình không anh em nhá. Đây anh em xem này. Anh em xem này nha. Ghê lắm anh em ạ. Úi giời ơi. Mất chưa? Mất rồi. Như là anh đá đi. Đấy. Không dám cầm sâu vào tại vì nó cắp thì đau lắm anh em ạ. Hôm nay buổi trải nghiệm tắm mưa đi bắt cua thế nào hả Minh? Quan là phê luôn, đáng nhớ đời luôn. Ừ, đi tiếp ra cái mấy góc kia đi. Bây giờ đi cứ đi lật gạch thôi, tại vì mưa nó hay trốn lắm. Đây này. Cái hang thì ngay đây này, thấy chưa? Hang cua đấy, hang đục cái nó mới chui vào này. Nó mới chui vào luôn. Mưa này nhiều cua lắm. Hang này chắc cua bé rồi. Nếu là tay bộ quần trẻ con kia của mấy thằng đệ tử mình ấy, thì nó thọc đây dễ, tay mình nó to gấp 3 gấp 4 nữa thì không móc được. Cái này mình phải có que để móc thì móc được ok nha. Chứ mà móc cái này khó lắm, không móc được đâu. Tại vì tay mình đây con cua con này. Hay mới đẻ, cái hang này mới đẻ thôi. Đây này, anh em thấy chưa? Ui, cua bé. Ừ, quay thả được, béo quá. Đẻ tẹo luôn, mới đẻ. Trong cái bụi cỏ này thì anh em không biết là có gì đúng không? Nhưng bây giờ mình quay gần vào cho em xem này. Đó, ẩn mình thì ẩn ra được. Đấy, em xem này, đây một cái con thì rất là nhỏ nha. Đấy, xài. Chạy đâu thoát thử nghe, anh em xem này. Nó lẩn cỏ ghê lắm. Từ. À, nó cắp không? Anh khéo nhá, khéo rồi cắt cho cục tay đấy. Không sợ. Nè. Mấy con rồi? Ui dồi ôi, cho em mấy cân rồi. To nhỉ? Cú vía luôn anh em. To hơn mặt tay của em luôn. Ừ. Như mình đã nói từ trước ở đây, ngày hôm nay xác định là mưa ướt hết người luôn anh em ạ. Còn cái việc ốm không thì cạn nữa nha. Đó. Mục đích là bắt đầu là ra đây tính là bắt cua, xong là bắt cá rô đồng nó lên đấy. Nhưng mà rô đồng đây không thấy đâu anh em ạ. Chắc cái khu vực này không có rô đồng. Và ra chỗ này anh em nhé, mình phát hiện ra một căn nhà đặc kiểu người miền Tây luôn. Cái móng nó chỉ thấp thế này thôi. Nó chỉ gọi là bằng 10 phân móng thôi. Còn người Bắc mình ấy là xây nhà móng rất là cao. Như em xem này, giống đúng kiểu miền Tây cho anh em. Tự nhiên lại quên mất tên anh em ạ. Vừa giờ thì mình mới nhớ cái tên cái quả này xong. Nhưng mà quả này đã chín ăn ngon lắm. Để mình kiếm quả chín em xem nha. Đây này, quả chín nó sẽ như thế này. Và ăn cái quả này rất là ngon. Nó như quả la luôn anh em ạ. Nhưng mà không phải quả la. Đấy anh em xem này, ngon thơm lắm. Ngon. Và trong đây này, tay mình to quá không chui vào đây được. Quần trẻ con thì nó móc được. Có cua. Nhưng mà sâu lắm. Đây này, con này bé. Từ anh em đợi mình chút nha. Ui cũng không bé đâu. To lắm anh em ơi. Tay mình nó to đấy. Từ. Nó móc đây tí mình phải rửa đã. Mình nhìn thấy nó thò đầu lên là biết ngay anh em ạ. Anh em đợi chút nha. Đấy, nhìn phát là biết mà. Cái mùa mưa này bắt cua sướng lắm. Anh em xem này. Đấy. Mùa này cắp to lắm. Từ, mình cầm túm này đã. Rửa cho em xem nhá. Con này to lắm. Đây, anh em xem này. Chạy rất là nhanh nha anh em. Đấy, mới bắt lên bờ xong. To đùng luôn anh em ạ. Ghê nhỉ. Từ. Anh em thấy cua ở trong đây như nào? Nói chung thì nếu mà đi bắt cua đấy mà thời tiết con này đang có trứng. À, đang có trứng rồi, quyết định thả đi anh em nhá. Con này phát hiện ra một bụng trứng luôn anh em ạ. Thôi được rồi, mình đã thả đi để cho nó sinh sôi ở đây ra nha. Và chỗ này thì cua nhiều lắm anh em ạ. Để mình đi kiếm mấy cái hang để móc em xem. Hang ở chỗ này nhá, rất là nhiều cua. Cứ chỗ nào một cái lỗ ấy, là cua sẽ chui vào. Anh em ạ, con này quyết định thái thôi. Đây này. Nó lại chạy lên này anh em này, thấy chưa? Nhiều trứng lắm. Cầm này này, anh em thì em biết rồi. Đây nha, anh em xem cái bụng trứng này. Cực kỳ là nhiều trứng luôn. Và rất là nhiều trứng nha.
nhiều một cách dã man nha anh em, bự chả bá anh em ạ. Đó thì thôi cho con này đi vậy, con này phải đẻ được mấy trăm quả trứng ấy. Cua tím luôn. Thôi đi đi, thả đi nha anh em, không bắt cua này. Hiện tại mình phát hiện ra một quả dừa nó nhúc nhích ở trong đây anh em nhá. Anh em ạ. Ôi, kim tiêm này. Mất ngoài rồi. Này chắc nghiện mới chích ra đấy. Đang tính là đi vào rồi, cơ bản là tìm mãi không thấy nữa đấy anh em. Bên này cua bé mình không bắt. Đấy anh em xem này. Bây giờ bắt đầu động đậy và nhúc nhích ở trong cái quả dừa khô rồi nha anh em xem này. Đấy động đậy này. Không biết là con gì nữa nha. Nó động đậy một cách ghê thật sự anh em ạ. Anh em đợi chút nha. Rồi, cua. Lên cua rồi mến ơi. Đây là trong cái quả dừa này, cứ thấy nó nhúc nhích trong này này. Lại tiếp một con nữa. Ừ, nó chui ôi luôn trong này này. Kinh chưa? Úi giời ơi. Bắt đi. Bắt được không? Đơn giản, dằm bà cái con này. Miếng đầu to khác, khùn lắm. Cái này đơn giản đúng không? Đơn giản. Từ mất thời gian vậy. Anh cẩn thận đấy. Con cắp tàu lắm anh em ạ. Ui dồi ôi, lên chưa? Bò này. Bắt được không? Nó chui hàng như nhỉ? Úi dồi, mẹ nó. Hàng nó ở đây. Ghê lắm mến ạ, nó cắp này. Má nó, nó chạy mến ạ. Cầm đi. Bịt vào. Chân thả nhá. Ừ. Loại tuột tay cái là nó cắp cho nó cụt tay nha. Loại cắp nó không nhả đâu. Ghê lắm. Được rồi. Thôi không cần. Anh giữ được. Nó cắp mà đứt. Giữ được. Đi. Đã ra bắt cua không? Ờ. À. Hả? Anh nghe đồ em á. Thế cho anh bóp đít cái. Cắt được không? Nhà mấy đứa gần đây không? Nhà em ở cổng này gần. Cổng Quang Trung á? Ờ. Hôm nào đi đi bắt cua nhá. Dạ. Bây giờ anh về đây. Dạ. Ok. Không phải, đây là chị đầu to. Nãy giờ em ở nhà em coi clip của anh á. À ok. Nhá. Anh về đây. Nha, ok. Are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility. Convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters. They're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover up top, they deserve it now. Và như anh em xem lại, hiện tại bây giờ mình đang rửa cua anh em nhá. Trong cái đó có lẽ mấy con nó đứt rồi anh em ạ. Cua thì to lắm anh em ơi. Đó, đây, từ từ. Có những con thì rất là dữ nha anh em. Mà không cẩn thận cái nó cắp cho đúng vào đầu lắm anh em ạ. Đó, từ từ, anh em đợi mình phút nha. Đây, nói chung bây giờ mình rửa qua tí. Tại này bọn này mình sợ lắm, trong cái càng nó to này mà anh em nha. Úi giờ nó cắt này, anh thấy chưa? Bây giờ mình rửa trắng qua tí xong rồi mình bắt đây luôn nhá. Qua bơi trong nồi luôn anh em ạ. Ấy má, giờ mà mình không cẩn thận cái là ra nó cắt mình đúng rồi. Khóc thét luôn. Úi dồi ôi. Nguy hiểm lắm anh em ạ. Rất là nguy hiểm nha anh em. Mình phải cẩn thận một chút, không thì nó cắn mình thì nguy hiểm lắm. Cái loại cắp nó không nhả đâu anh em ạ. Tại vì cua nó khỏe lắm. Đấy anh em xem chưa. Động cái là rơi càng này nó kiểu nó khiêu chiến luôn anh em. Anh em xem này. Ấy, cầm thì cầm cái chỗ này nha anh em. Mà không cẩn thận cái là nó chơi cho mình đã đứt anh em ạ. Nguy hiểm cực kỳ luôn nha anh em. Thế làm sao ấy? Em bị mất tiền. Mất bao nhiêu? Mất 1 triệu. Tận 1 triệu cơ? Ừ, nãy em để trong cái túi em, nãy em tìm không thấy nữa. Trời ơi. Thế giờ thế làm sao đây? Nhà có trộm bây
gì nhỉ? Anh suốt ngày không đóng cửa đấy. Đâu? Đâu gì, cái cửa anh lúc nào cũng mở tang hoang ra. Biết nhà một... thì không có ai. Biết một triệu đâu không? Ở đâu? Đi đây, quay. Đi. Đây đây. Gì? Má đã. Này cua mà, một triệu đâu? Thì mua đấy. Ồ, chết à? Sao lại lấy tiền của em? Anh biết được. Mượn, mượn nào có trả sau. Được chưa? Một triệu trả nợ đấy. Đã nghe là mua một đẫy cái lồi cua này. Anh đã lấy thế sao nó bò đi hết rồi. Còn có sót mót mấy con này thôi. Thôi mua về ăn được nhé. Nào có tiền trả nhá. Kê chưa? Sao bảo cua này bắt? Bắt ở chợ. Bắt ở chợ. Thôi thôi thôi. Hôm nay đã cho mẹ thành công anh em nhá. Như anh em xem đây, cua biển nó bắt ở đây thì đúng là hú ví anh em nhở. Mất triệu thôi rồi, lao có đèn sau. Tí nữa thì mình sẽ ăn uống cua luôn. Thấy chưa? Chia nhau mỗi người 5 lít. Ok chưa? Không 5 lít gì cả, em không ở trong cái vụ này. Anh lấy thì anh phải trả. Đừng ăn nhé. Vất vả ăn. Ok, được rồi. Nói chung thì mất tiền nhưng mà cho mấy đi tắm mưa cũng bao phê anh em nhỉ. Ở nhà cũng thích, thích đi bắt cua. Vừa mất tiền mà vừa ướt mưa là cũng vừa ốm người đó. Thế mới chết anh em ạ. Ok anh em. Ôi dồi anh em ơi, anh em xem rồi, ngon chưa? Nói chung thì nhức cái lách anh em ạ. Đó, trời ơi, một mâm cua bự chà bá luôn nha. Nói chung thì nhức cái lách miếng nhỉ. Cả một đống tiền người ta chả nhức cái lách. Đó sau anh bù đi ăn buffet nhá. Ok chưa? Không, trả tiền là được. Tính là sau rủ mấy tên buffet anh em ạ. Đó đây, quay em xem nha. Bây giờ thì tách cua ra xong ăn thôi. Nói chung thì ngọt lắm anh em ạ. Biết tách cua không? Để em tách cho anh một cái. Ừ. Đây, mời anh em nha. Làm rong bia ăn hải sản ấy thì bao phê anh em ạ. Ui, toàn gạch là gạch không này. Đúng ấy. Lấy cái lấy mà xúc đi quán được không? Lấy cái xẻ con mà xúc, cái này ngon lắm anh em ơi. Đó. Ngô luộc các thứ ăn nên là hợp lý anh em nhỉ. Bao ngon luôn. Đây là gạch cua nha anh em. Cái bát nước chấm này anh em biết mến cho bao nhiêu ớt vào không? 5 quả ớt anh em ạ. Nó cay xé lưỡi luôn nha. Mà còn dằm, còn dã các thứ rồi đấy anh em ạ. Anh em xem gạch cua này, ngon chưa? Nó béo ngậy luôn nha. Mời tất cả anh em nhé, đây là gạch cua, ngon lắm. Trời ơi. Chính thức là lâu lắm mình chưa ăn cua anh em ạ. Mà cua nó ngon này. Cua Cà Mau ấy. Đá cháy lên nhỉ? Ngọt lắm. Ngậy luôn. Nay cua ngon tạm tha đấy, không thể em có xử anh chết. Đây anh em xem này. Cái này đâu mất càng rồi. Cái càng này cũng có cái cách ăn riêng nha anh em. Để mình giã là như này này anh em này. Ui nát luôn rồi, chắc không sao. Như cái lách nha. Đây. Hơi lát một tí anh em thông cảm nha. Đó. Mặt này không khóc thét hơi phí anh em ạ. Quá. Wow, anh em xem này, mới lột được cái càng cua nha. Đó, mời tất cả anh em nha. Ô cái này em lột mà. À thì anh đang định ăn. Ô anh khôn đấy. Thôi đây đây. Cái của em mà. Thôi đây đây đây. Ăn ăn đi ăn. Ngon quá. Tuyệt vời.